Đồng Nai yêu cầu thế thao tiếng Anh APAC không được chiêu sinh khóa mới. Sở giáo dục đào tạo Đồng Nai cho hay đã nắm thông tin vụ việc hàng chục phụ huynh kéo đến thế thao Anh ngữ APAC Leader, yêu cầu hoàn trả học phí. Tại buổi làm việc, Sở yêu cầu trung tâm APAC Leader tại Đồng Nai, số 1, đường N11, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, làm báo cáo giải trình nêu rõ nguyên nhân, danh sách học viên đang học bị tạm dừng, danh sách nợ lượng giáo viên và nhân viên. Đồng thời, sở cũng yêu cầu trung tâm không được chiêu sinh, mở khóa mới, cho phép duy trì các lớp đang đào tạo trong lúc chờ giải quyết các phản ánh. Sở đã nhận được báo cáo của trung tâm và đã chuyển cho công an cùng các phòng ban của sở xem xét để có hướng xử lý tiếp theo. Cùng ngày, anh Vũ Huy Tiệp, Ngụ phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, cho biết anh đại diện cho 25 phụ huynh có con đang học tại trung tâm đã gửi đơn tố cáo đến công an thành phố. Trước đó, Hàng chục phụ huynh đã tập trung tại trung tâm làm đơn yêu cầu hoàn trả học phí do trung tâm không thực hiện đúng như cam kết. Theo một số phụ huynh, chất lượng dạy của giáo viên ở đây hời hợt, một số giáo viên phát âm không chuẩn, khó nghe, thậm chí các khóa học đã học được nửa thời gian trung tâm mới đưa tài liệu cho học viên. Có hơn 40 phụ huynh đã nhiều lần liên hệ với trung tâm đề nghị trả lại học phí, tổng số tiền lên đến hơn 1 5 tỷ đồng nhưng chưa có ai đứng ra giải quyết. Theo báo cáo của Trung tâm APAC Leader gửi Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, do ảnh hưởng của COVID-19 nên không thực hiện được hoạt động kinh doanh, không có nguồn thu dẫn tới việc chậm trả lương cho nhân viên. Về việc chậm trả lương, nợ lương thanh toán thành nhiều đợt cho giáo viên, Trung tâm khẳng định đã trao đổi với cán bộ trước khi ký hợp đồng để họ thông cảm phần nào cho khó khăn tạm thời và đồng hành cùng công ty. Hàng tháng, Trung tâm đều chấm công, tính lương, gửi bản lương đầy đủ, các đợt thanh toán được chia nhỏ liên quan đến việc đảm bảo 100% giáo viên nước ngoài. Trung tâm cho biết do tình hình tuyển dụng giáo viên nước ngoài sau dịch Covid-19 không như mong muốn nên đơn vị đưa ra các thỏa thuận chuyển đổi buổi học với phụ huynh. Nếu phụ huynh không đồng ý và có yêu cầu hoàn phí, trung tâm tiếp nhận thông tin, thực hiện thủ tục theo quy định và thỏa thuận thời gian hoàn phí.